Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hiêu Tinh Nhật Ký phần 2 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Và đề tài thứ hai vẫn liên quan tới cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Mà trong đó thì quý vị, đảng Dân Chủ đã bắt đầu có cơn ác mộng mới khi mà một trong những người thượng nghị sĩ ôn hòa của đảng Dân Chủ thuộc tiểu bang West Virginia là ông Joe Manchin đã chưa quyết định nhưng mà cái ý định tranh cử tổng thống của ông đã khiến cho đảng dân chủ trở thành một cái cơn ác mộng mới và tại sao tôi nói như vậy và quý vị chúng ta đi vào trong bản tin trước đi rồi sau đó tôi mới phân tích cho quý vị thấy họ rất sợ ông joe marsin ra tranh cử tổng thống, ok quý vị không phải là tổng thống Trump mà là ông Joe Manchin. Quý vị trên đài truyền hình Newsmax ngày hôm nay thì cái cuộc uh, tranh cử tổng thống của ông Joe Manchin nếu có xảy ra thì sẽ là một lo ngại của đảng dân chủ. Thượng nghị sĩ của tiểu bang West Virginia là ông Joe Manchin đã bắt đầu uh, uh, suy nghĩ tới việc mà tranh cử tổng thống năm 2024 với một cái đảng thứ ba đã khiến cho nhiều đồng nghiệp của đảng dân chủ đang lo ngại là sẽ quay trở lại của cựu tổng thống Trump ở tòa bạch ốc ông được xem là một nhân vật ôn hòa trong đại dân chủ đang đối diện với một cái tiềm năng khó khăn tái tranh cử ở trong cái tiểu bang của ông tuy nhiên thì à, ông vẫn chưa cho biết là về cái tương lai chính trị dự tính của ông và tòa bạch ốc cũng không biết rằng là à, sẽ như thế nào và trong đó họ nói rằng tôi đã khuyên ca ông ta là không nên ra tranh cử và tôi nghĩ đây là một cái ý kiến tệ hại đó là lời phát biểu của thượng nghị sĩ John Hickenlooper của đại nhân chủ tại Colorado đã lên tiếng cho biết như trên điều này sẽ giúp cho Donald Trump và hickenlooper là cũng không phải là một duy nhất ở trong đại dân chủ nói rằng ông manshinka sẽ là một lỗi lầm nếu mà ra tranh cử tổng thống tôi có thể là uh, nghĩ rằng đây là một cái sự vấn đề lớn nếu như ông Manchin làm những chuyện mà có thể khiến cho donald trump có thể quay trở lại tòa bạch ốc đó là thượng nghị sĩ richard blumenthal của đảng dân chủ tại connecticut đã lên tiếng như, như trên tôi đã có một cái suy nghĩ uh, nguyên thủy về một cái đảng thứ ba ứng cử viên này có thể là chưa biết là ai có thể sẽ là có lợi cho donald trump và đây là một trong những cái phản ứng của những nhân vật mà quý vị uh, đã thấy rằng là um có thể xảy ra và họ nhắc lại cái trường hợp của ông Ross Perot trước đây đã khiến cho Bill Clinton thắng cử ông Machine đã được hỏi cái cuộc bầu cử năm 1992 khi mà cái đảng mới do ông này lập ra là Reform Party đã khiến cho Busha bị thất bại ok quý vị câu chuyện này như thế nào và đảng Dân Chủ sẽ phải nightmare ra sao thì có lẽ tôi sẽ làm bài phân tích ngày hôm nay cho quý vị biết liên quan tới cái cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ quý vị thứ nhất là quý vị còn nhớ cái cuộc bầu cử năm 2016 thì lúc đó chúng ta có tổng cộng là bên đảng Cộng Hòa không đó là 10, 16 ứng cử viên và ông Trump đã lần lượt đánh bại hết tất cả các ứng cử viên của đảng Cộng Hòa để dành cái ngôi vị đại diện cho đảng ra tranh cử tổng thống và thắng luôn ghế tổng thống đánh bại luôn cả Hillary luôn. Thì quý vị câu chuyện này năm 2016 thì ai cũng đã biết rồi. Và quý vị, giờ đây thì năm 2024 giống như tôi đã từng phân tích là càng bên Đảng Cộng Hòa càng có nhiều ứng cử viên ra thì sẽ càng có lợi cho ông Trump bởi vì cái khối phiếu solid dành cho ổng ở trong cái khối bảo thủ của Đảng Cộng Hòa ít nhất là 3-40%. 40%, 40 là khối phiếu của Đảng Cộng Hòa bảo thủ, 60% còn lại là khối phiếu ôn hòa thì những người này sẽ bị chia phiếu bởi các ứng cử viên từ Ron DeSantis, Nikki Haley cho tới uh, Mike Pence cho tới uh, ông Tim Scott rồi uh, nhà tỷ phú uh, uh, Vivek uh, wasserman uh, Wasamani và kể cả hai ông thống đốc là ông Hutchinson và ông Burgum đều bị chia phiếu hết, tại vì họ nhắm vào khối phiếu ôn hòa bị chia phiếu hết cho nên càng có nhiều ứng cử viên bên đảng cộng hòa ra thì lại càng có lợi cho ông Trump rất là nhiều. Thì quý vị, điều này chúng ta đã biết rồi, nhưng bây giờ bên Đảng dân chủ, ông Joe Machine nếu ra tranh cử thì như thế nào? Quý vị, họ nhắc lại cái biến cố năm 1992, lúc đó thì nhà tỷ phú Ross Perot vốn là người của Đảng Cộng hòa và do bất đồng chính kiến với lại một số những thành viên trong Đảng Cộng hòa và ông đã thua cho ông Busha trong cuộc bầu cử sơ bộ cuối cùng quý vị ông Rose Perot ra sáng lập một cái đảng mới gọi là đảng Reform Party để mà tranh cử thì kết cuộc quý vị những người của đảng cộng hòa đi theo ông Rose Perot bỏ phiếu cho ông khiến cho ông Bush bị thua cử khiến cho Bush đã bị thua cử và chuyện này nó đã diễn ra năm 1992 và dẫn tới cái chiến thắng à, áp đảo của Bill Clinton thì quý vị câu chuyện này nó có thể được tái lập lại năm 2024. Nhưng mà kỳ này tình hình ngược lại. Đảng Dân Chủ chứ không phải là Đảng Cộng Hòa. Ok quý vị. Bây giờ tôi đặt hai trường hợp. Trường hợp là ông Joe Machine sẽ ra tranh cử với cái tên là Đảng Dân Chủ. Thì quý vị. Ông ta sẽ là một quy hiếp lớn đối với Joe Biden so với lại Robert Kennedy. Robert Kennedy À, là à Nhơ là người đang là đối thủ của ông à, ông Trơn và đang có cái điểm tăng rất là nhanh. Thì nhân vật này thứ nhất là nhờ cái thái độ ôn hòa nhưng lại có cái khuynh hướng tương tự như ông John Machine là một người có cái khuynh hướng về thiên về phía bảo thủ của Đảng Cộng hòa. Ổng là người hoạt động cho môi trường, ổng là một nhà một luật sư hoạt động cho môi trường, nhưng chính ổng lên án những kẻ hoạt động cho môi trường đã chính trị hóa và đã thổi phồng tất cả những tin tức về môi trường. Thứ hai, ổng là người đã phản đối quyết liệt mạnh mẽ cái việc mà áp đặt chích chủng ngừa trong cái vụ mà đại dịch. Gần như những cái tư tưởng này nó nó đồng nó lại tương đồng với lại những thành phần bảo thủ trong Đảng Cộng hòa. Do đó thì ông Robert Kennedy đã có được một cái thế khác. Và thứ ba quý vị, ổng là con cháu trong gia đình của Kennedy có một cái thế lực chính trị ngày xưa ở Hoa Kỳ. Và quý vị nhân vật này à, chưa đủ uy hiếp đối với lại ông à, Joe Biden nhưng sẽ là một đối thủ đáng gờm. Riêng ông Joe Manchin thì lại là một đối thủ đáng gờm bởi vì ông không có ngôn ngữ giống như là ông Robert Kennedy Jr. Nhưng ông bảo vệ cho quyền lợi của người dân ở West Virginia Người dân ở West Virginia sống nhờ vào cái kỹ nghệ năng lượng. Nhưng bây giờ thì ổng lại bị chính đảng Dân Chủ uy hiếp ổng về cái vấn đề gọi là dùng năng lượng sạch và bỏ dần tất cả những cái năng lượng truyền thống mà gây ô nhiễm. Thì quý vị, đó là cái sự bất đồng duy nhất mà ông Joe Manchin đã có ở trong đảng Dân Chủ. Và thứ hai, ổng là người quyết liệt chống lại cái việc mà hủy bỏ cái uh, quy tắc filibuster trong sàn hạ ở Thượng viện. Do đó quý vị, ổng trở thành một cái gai trong mắt của thành phần cấp tiến. Thành phần cấp tiến rất là tức giận đối với những cái quyết định của ông Joe Manchin. Nhưng ngược lại, ổng lại có được cái sự ủng hộ quyết liệt của thành phần ôn hòa trong đảng Dân Chủ. Thành phần ôn hòa trong đảng Dân Chủ, họ lại ủng hộ cho ổng nhiều hơn. Do đó quý vị, nếu ổng ra tranh cử đại diện cho đảng Dân Chủ ở trong cuộc bầu cử sơ bộ thách thức Joe Biden, thì có nghĩa là Joe Biden chưa chắc thắng được ổng nếu khối phiếu ông Hòa nghiêng về phía ổng. Đặc biệt là quý vị, Joe Biden cái ngày đầu tiên mà khởi động cái chiến dịch tranh cử vào hôm 17 Tây, tức là hôm uh, thứ Bảy đó quý vị. Thì điều, uh, cái điều mà quan trọng nhất là ông ta nhắm vào cái nghiệp đoàn, tức là những cái nhành uh, để ông ta thuyết phục khối phiếu mà ông ta cho rằng là đây là khối phiếu solid của ông ta. Nhưng nghiệp đoàn bây giờ bị chia rẽ họ đã chứng kiến được Joe Biden đã hủy bỏ cái ống dẫn dầu Keystone Pipeline khiến cho 50.000 công nhân ở Hoa Kỳ bị thất nghiệp. Ngay ngày đầu tiên ông ta lên làm tổng thống thì đám nghiệp đoàn bắt đầu nhọt là bởi vì họ không tin tưởng Joe Biden. Họ không tin tưởng Joe Biden từ nghiệp đoàn giáo chức, nghiệp đoàn công nhân ngành xe cho tới nghiệp đoàn công ở công nhân ở công xưởng, nghiệp đoàn công nhân ở các cái warehouse tức là các cái nhà kho cho tới hệ thống đường trầy xe lửa vân vân và vân vân. Tất cả những cái nghiệp đoàn này họ chưa tin tưởng Joe Biden. Năm 2020, họ dồn phiếu cho Joe Biden. Nhưng qua tới năm 2024 thì chưa chắc là bởi vì chính Joe Biden đã có những chính sách thất bại khiến cho họ bị thiệt hại rất nhiều. Ngược lại, những nghiệp đoàn này họ lại ủng hộ cho ông Joe Manchin. Do đó, nếu bầu cử sơ bộ chưa chắc Joe Biden đánh bại được ông Joe Manchin. Và quý vị, do đó đây là một cái uy hiếp đối với Joe Biden nếu trong Đảng Dân chủ. Và nếu như mà Joe Biden vẫn còn giữ được cái tư thế của ông ta giống như là cái đám cấp tiến ở California và New York và một số tiểu bang gọi là blue đó ủng hộ cho ông ta. Cứ tạm thời cho là ông ta chiến thắng ông Joe Manchin trong Đảng Dân chủ đi. Mặc dù tôi biết là sẽ khó khăn cho Joe Biden rất là nhiều Tại vì Joe Biden có thể sẽ chiến thắng chứ không phải dẫn chơi Ok quý vị Thì như thế nào? Joe Biden sẽ dừng lại hay không? Không Có thể ổng sẽ tương tự như Rose Perot Là ra ghi danh với tinh thần độc lập Ổng không sáng lập đảng mới giống như Rose Perot Nhưng ổng sẽ giống như bà Cinema Tức là không vào đảng Cộng Hòa Cũng không vào, cũng tách rời khỏi đảng Dân Chủ Và ghi danh độc lập để mà ông có thể uh, tái tranh cử, ông có thể tranh cử tổng thống, thì quý vị, điều này sẽ nguy hiếp rất lớn đối với Joe Biden. Tại vì khi ông ghi danh độc lập, có nghĩa là ông là nhân vật thứ ba, ông không phải đạo, ông không đại diện cho đảng dân chủ nữa. Thì quý vị, nó sẽ lặp lại cái câu chuyện lịch sử năm 1992, có nghĩa là cái khối phiếu ôn hòa của đảng dân chủ sẽ đi theo Joe Biden và bỏ phiếu cho ông. Có nghĩa là Joe Biden sẽ mất đi một khối phiếu lớn ở trong đảng Dân Chủ. Đó là lý do tại sao mà hai nhân vật thượng nghị sĩ này nói là Joe Manchin ra là sẽ dọn đường cho Donald Trump quay trở lại tòa Bạch Ốc. Và có thể điều này xảy ra. Bởi vì ông Joe Manchin, ông được xem là cái người rất ôn hòa. Và bây giờ ông không chấp nhận được cái trò gọi là lật lọng của đám cấp tiến. Quý vị còn nhớ cái đạo luật Inflation Reduction Act của Joe Biden. Họ đã thuyết phục ổng là và đồng ý ở trên sàn thượng viện. Tại vì lá phiếu của ổng chống là coi như đã dân chủ kẹt rồi quý vị. Bà cinema chống nữa là coi như là họ không thông qua được cái dự luật này. Do đó, họ phải deal với Joe Manchin là đồng ý là cho thúc đẩy lại cái việc mà khai thác lại năng lượng truyền thống để đổi lại cái lá phiếu của ông để thông qua cái đạo luật gọi là Inflation Reduction Act mà Joe Biden ký năm ngoái. Tức là đạo luật giảm lạm phát đó quý vị. Nhưng ngay sau khi đạo luật này vừa thông qua xong thì toàn bộ thành phần cấp tiến quay lưng với ông Joe Manchin. Họ gần như là quên mất tiêu cái lời hứa và họ xù luôn cái lời hứa với ông. Khiến cho ổng gần như là bị kẹt với lại cử tri của ổng thì quý vị điều này đã khiến cho Joe Biden thấy rõ ràng cái đám cấp tiến cực tả ở trong đảng dân chủ là một cái thành phần nguy hiểm nó không có đứng về quyền lợi quốc gia mà nó đứng về quyền lợi của thiểu số ở trong đảng dân chủ chính vì vậy mà cái nhiều người vẫn đặt câu hỏi tới khi nào thì ông sẽ rời khỏi đảng dân chủ người ta chưa nói ông gia nhập đảng cộng hòa mà người ta nói rằng ông sẽ rời khỏi đảng dân chủ giống như bà cinema của Arizona đã rời khỏi đảng Dân Chủ để bước qua cái lá phiếu độc lập. Thì quý vị, lần này đảng Dân Chủ sẽ gặp một cơn ác mộng lớn. Cơn ác mộng này nếu như Joe Manchin mà tuyên bố ra tranh cử. Tại vì quý vị, ông đang đối diện với cái cuộc tranh cử về tái tranh cử cái chức thượng nghị sĩ của ông ở tại tiểu bang. Do đó ông vẫn còn đang cân nhắc. Bây giờ tranh cử chức thượng nghị sĩ tiếp tục hay là ra tranh cử tổng thống luôn ông chưa có đưa cái ra quyết định sau cùng nhưng điều này là đảng dân chủ bắt đầu lên tim tại vì nếu mà Joe Machine ra dù bất cứ lý do nào dù bất cứ lý do nào thì nó sẽ là thiệt hại cho đảng dân chủ sẽ là thiệt hại cho đảng bởi vì khi mà ông được chọn đại diện cho đảng dân chủ ra tranh cử tổng thống thì cái đám cấp tiến cực tả này không bỏ phiếu cho ổng. Thì quý vị cuối cùng Ông vẫn thua cho Donald Trump Khi mà đám cực tả không chịu bỏ phiếu cho ông Còn nếu như Mà ông đánh không lại Joe Biden Trong cuộc bầu cử sơ bộ Ông ra Ông ông ra ông ghi danh độc lập Để mà tiếp tục tranh cử tới tổng thống đó quý vị Thì coi như là cái khối phiếu ôn hòa Chạy theo ông Và lịch sử lặp lại của cái hành động của Rose Perot trước đây đã khiến cho Busha thất cử. Lúc đó Busha đang ở nhiệm kỳ thứ nhất và tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Thì quý vị, lúc đó thì đảng trên nguyên tắc ổng là người đang là đương kim tổng thống thì ổng được automatic ra tranh cử, không tổ chức bầu cử sơ bộ. Điều này khiến cho Rose Perot nổi giận và ra sáng lập một cái đảng mới gọi là đảng Reform Party. Và kết quả quý vị, Bút cha thua thê thảm. Bút cha thua rất là thê thảm. Mà khiến cho Dan Quayle, tức là lúc đó là phó tổng thống, cũng đã nghỉ chơi luôn. Tức là giải nghệ chính trị luôn. Từ lúc đó tới giờ là Dan Quayle không còn xuất hiện nữa. Thì quý vị, câu chuyện của năm 1992 có thể lặp lại với đảng Nhân Chủ. Nếu mà đảng Nhân Chủ muốn họ phải ngồi xuống với ông Joe Manchin và họ phải thực thi tất cả những lời cam kết đối với ổng khi mà họ đã xù. Nếu họ muốn cản trở ổng ra tranh cử tổng thống. Do đó quý vị, giờ phút này là ít nhất hai thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ đã đánh lô tô. Và nó sẽ ảnh hưởng tới cái thành phần cấp tiến ở dưới. Trong đó ở Hạ Viện đứng đầu là ocasio Ở tại Thượng Viện đứng đầu là Bernie Sanders. Hai nhân vật này là hai nhân vật quyết liệt chống đối ông Joe Manchin ra ứng cử tổng thống tại vì họ biết nếu ổng ra là tất cả những chính sách cực tả của họ của họ đều bị ổng dẹp hết cái vụ mà green new deal của ocasio conte hay là cái vụ xã hội chủ nghĩa đánh thuế tất cả những đại công ty của bernie sanders sẽ bị ổng dục vô thùng rác hết thì quý vị hai nhân vật này sẽ quyết liệt chống đối ông joe machine nhưng nếu ổng quyết định ra thì sao Tại vì thứ nhất là ông có lợi thế hơn Joe Biden ở chỗ là khối phiếu ôn hòa trong đảng Dân Chủ. Họ không chịu nổi cái đám cực tả mà Joe Biden đang kiss át. Họ không chịu nổi cái đám này. Mà đám này bây giờ gần như đã control Joe Biden rồi. Thứ hai, quý vị, ông Joe Manchin giàu sao cũng còn trẻ tuổi hơn rất nhiều so với Joe Biden. Joe Biden 80 rồi. Thì quý vị, Do đó họ phải cân nhắc cái vấn đề tuổi tác của Joe Biden nhất là trong giai đoạn này. Quý vị thấy là 83% khối cử tri trên toàn quốc kể cả Cộng hòa, Dân chủ lẫn khối phiếu độc lập đều không muốn Joe Biden tái tranh cử. Thứ nhất là cái cuộc điều hành của quần máy quốc gia của ông ta được mô tả là tệ hại nhất. Thứ hai, tuổi tác quá cao. Do đó, nếu mà Joe Biden ra tranh cử trong đảng Dân chủ, thì coi như là Joe Biden sẽ bị uy hiếp rất lớn. Chưa kể là ông Robert Kennedy có thể sẽ khiến cho Joe Biden mất đi một số phiếu nữa. Thật sự nếu mà ông Joe Machine ra thì cái khối phiếu của ông và khối phiếu của ông Robert Kennedy sẽ bị chia. Do đó thì cái phần trăm mà Joe Biden thắng là ở chỗ này. Tại vì Robert Kennedy và ông Joe xin thì có cùng một cái hướng mặc dù là hơi bảo thủ nhưng mà ít nhất họ có cùng một cái hướng Cái hướng đó là cái hướng về môi trường Có nghĩa là họ vẫn tiếp tục duy trì cái năng lượng truyền thống Không để cho cái gọi là dẹp bỏ năng lượng truyền thống của nhóm cực tả có thể thống trị Thì quý vị cuối cùng thì có thể Joe Biden thắng đó Có thể Joe Biden thắng ở cuộc bầu cử sơ bộ Nhưng Đảng Dân Chủ sẽ đồng ý hay không? Chưa biết được có đồng ý là để cho tổ chức một cuộc bầu cử sơ bộ hay không hay giống như Đảng Cộng hòa năm 1992 không cho tổ chức bầu cử sơ bộ và tiếp tục duy trì để Joe Biden tái tranh cử. Chúng ta chưa biết. Nhưng mà quý vị, nếu mà họ đi tới quyết định này thì có nghĩa là nó sẽ thúc đẩy ông Joe Machine ra ứng cử với tư cách là độc lập. Với tính cách là độc lập còn nếu như họ tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ thì có thể rằng là joe biden vẫn thắng nhưng mà cũng sẽ không cản ông joe machine bây giờ họ muốn thương thuyết với ông joe machine là ông sẽ ra tranh cử với tính cách đại diện cho đảng đi nhưng với điều kiện nếu ông thua ông sẽ không được phép gọi là ra gan ghi độc lập để chi phiếu cái này là cái mà tôi nghĩ Đảng Đảng dân chủ trong thời gian tới họ sẽ điều đình với ông Joe Manchin. Thì quý vị, điều này sẽ gây nguy hiểm cho Joe Biden. Tại lúc đó Joe Biden phải đối diện với cuộc bầu cử sơ bộ. Còn nếu như họ quyết định là bây giờ Joe Biden đang là tổng thống thì automatic tự động đại diện cho đảng ra tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Thì quý vị, điều này sẽ kích thích ông Joe Manchin có thể sẽ ghi danh độc lập. Mà khi ông ghi danh độc lập thì có nghĩa là quy hiếp tới Joe Biden luôn. Tại vì ổng chia phiếu của Joe Biden thì cuối cùng ông trăm thắng. Cuối cùng ông trăm thắng. Ít nhất là cái khối phiếu của West Virginia cử tri đoàn tại đây là bỏ cho Joe Manchin. Và một số những tiểu bang, những tiểu bang nằm dưới quyền quản trị của đảng Dân Chủ. Nhưng không đồng ý cái chính sách cực tả cấp tiến của Joe Biden, đặc biệt là vấn đề môi trường. Họ bị thiệt hại rất nhiều họ sẽ bỏ phiếu cho Joe Machine. Có nghĩa là cái khối cử tri đoàn này Joe Machine bị chia rồi. Coi như không hội đủ 270 cử tri đoàn. Ông Trump có thể đạt, đạt đủ cái tiêu chuẩn này. Ông Trump có thể đạt đủ tiêu chuẩn 270 cử tri đoàn. Thì coi, vậy, coi như là ông Trump thắng. Quý vị, đây là một cái cơn ác mộng. Đó là lý do tại sao mấy ngày nay đám dân chủ bắt đầu đánh lô tô nhất là cái việc mà Hunter Biden đã bị kết án tiểu hình về tội trốn thuế và trọng hình về tội uh, giữ súng bất hợp pháp, cộng thêm cái hồ sơ gọi là tham nhũng của Joe Biden đang bị Ủy ban giám sát của Hạ viện đang rượt tới và tiếp tục điều tra. Thì quý vị, điều này sẽ gây tác hại lớn cho cái tư thế của Hunter Biden. Của Joe Biden chứ, của Joe Biden. Là bởi vì ông ta đã bị mất điểm. Và đặc biệt là quý vị trong suốt 3 năm qua ông ta điều hành cái quần máy quốc gia gần như là 82% người dân nói rằng là cái cách điều hành quốc gia của ông ta đã đi sai đường, tức là wrong track. Có nghĩa là ông ta thỏa mãn những cái đòi hỏi của đám cực tả đẩy nền kinh tế của Hoa Kỳ đi vào tình trạng nguy hiểm. Và lạm phát đã lên cao nhất trong vòng 40 năm qua. Do đó quý vị, Joe Biden đang đối diện với rất nhiều thách thức. Còn ông Joe Manchin, nếu ông ra thì tôi chưa biết ông sẽ thắng được trong đảng Dân Chủ hay không. Nhưng ít nhất khối phiếu của ông là cái khối phiếu uy hiếp với lại Joe Biden. Và nếu ông tách ra trở thành một ứng cử viên độc lập, thì coi như Joe Biden thất bại hoàn toàn. Donald Trump sẽ chính thức trở lại tòa vào đốc bằng bất kỳ lý do nào. Và kể cả ông bị kết tội đi nữa, thì cứ bị thấy sơ sơ là 71 tội rồi. Bây giờ còn hai vụ chưa truy tố, thì chưa chơi là chúng ta thấy sơ sơ 100 tội rồi Và trong 100 tội này không lẽ Ông thoát hết Ông sẽ bị vướng một hai tội Và khi vướng một hai tội đó có thể đi tù Thì quý vị Việc đi tù của ông Trump sẽ khiến cho nước Mỹ bừng tỉnh Họ phải dồn phiếu cho ông Trump Tại vì họ muốn bảo vệ cho cái xã hội dân chủ Cái guồng máy dân chủ Nếu mà ông Trump bị kết án ở tù thì có khác nào những nhà bất đồng chính kiến ở những quốc gia độc tài toàn trị cũng bị kết án tù luôn từ ngày xưa Nelson Mandela của Nam Phi cho tới Kim Dae chung của Nam Hàn rồi tới cái thời gian gần đây là gì à, Alex nevani của Nga đang bị cầm tù đang bị cầm tù thì quý vị họ đã trở, ông Nelson Mandela ra tù trở thành tổng thống, ông Kim Da Chung ra tù trở thành tổng thống là bởi vì người dân đòi hỏi cái nguồn máy dân chủ, họ phải bảo vệ. Còn bây giờ nếu mà để cho Donald Trump vô tù thì coi như là cả một cái nguồn uh, máy dân chủ là bị phá vỡ hết, bị phá sản luôn. Do đó tôi mới nói quý vị, ông Trump chỉ cần nó kết án ông một tội thôi. Một tội và ở tù thôi là tôi nói quý vị kể cả bên đảng dân chủ họ cũng sẽ dồn phiếu cho ông trump không phải vì họ có cảm tình với ông trump nhưng họ muốn duy trì cái xã hội dân chủ và họ muốn cho thấy cái xã hội dân chủ vẫn là một cái cơ chế tốt so với những cái xã hội khác còn bây giờ để cho donald trump thất cử là coi như cả một cái xã hội dân chủ sẽ bị vỡ hết và nó dây chuyền ra cả thế giới luôn do đó quý vị Đảng Dân Chủ bây giờ đang đánh lô tô Một mặt là họ muốn ông Trump ở tù Nhưng mặt khác Họ biết rằng ông Trump mà ở tù là ông thắng đẹp luôn Rồi bây giờ lại bị Joe Machine ra tranh cử uy hiếp tới Joe Biden nữa Đảng Dân Chủ đang dần dần gặp những cơn ác mộng 4 năm thôi quý vị 2020 Họ nắm cả Thượng viện lẫn Hạ viện Họ nắm luôn cả hành pháp luôn Họ huynh hoang đủ kiểu hết Bây giờ chưa đầy 4 năm. Mới 2 năm thôi, Đảng Cộng hòa nắm lại hạ viện rồi. 2 năm kế tiếp tức là 2024 thì quý vị, Đảng dân chủ bây giờ trên quy tắc họ là nhìn thì thấy là họ 4 5, 5 51 49. Nhưng thực tế thì có rất nhiều những ứng cử viên ở cái những thượng nghị sĩ là họ là độc lập. Họ có quyền không bỏ phiếu cho Đảng dân chủ. Và nếu Joe Manchin rời khỏi đảng Dân Chủ luôn Thì coi như là họ mất phiếu nữa Là đảng Cộng Hòa có thể kiểm soát cả Hạ viện lẫn Thượng viện Và ghế hành pháp năm 2024 Lúc đó quý vị là một cái nightmare Bởi vì khi họ nắm lại Họ thấy rõ cái tính chất nguy hiểm của đám cực tả Bị lây lây nhiễm bởi cái cái chủ thuyết của Marxist Tức là của Cộng sản đó Họ sẽ loại trừ Thì quý vị Lần này mà họ nắm lại cả lưỡng viện Quốc hội, có lẽ sẽ lâu. Tôi nói có lẽ sẽ lâu. Tại vì dân Mỹ sợ quá rồi. Dân Mỹ sợ cái khuynh hướng cực tả này quá rồi. Nếu mà cái này Đảng Cộng hòa nắm lại lưỡng viện thì ít nhất cũng 6 năm tới 8 năm, ít nhất là 6 năm tới 8 năm, nhiều lắm là trên 10 năm. Thì quý vị, ngân sách và bổ nhiệm sẽ do phía Cộng hòa kiểm soát. Bất kể tổng thống đó là dân chủ hay cộng hòa ở trên cái hành pháp. Thì quý vị họ giám sát lại tất cả mọi thứ và lần này có nhiều tiềm năng là Joe Manchin có thể ra tranh cử chức tổng thống của Hoa Kỳ và giống như tôi nói càng có nhiều người bên dân chủ hay bên cộng hòa ra tranh cử thì đem đều, đều mang tới cái lợi thế trong trong nhất là bây giờ ông đang bị neo mấy chục tội sắp sửa lên cái cả, cả trăm tội rồi thì quý vị đây sẽ là một trong những cái cuộc gọi là bầu cử chưa từng có trong lịch sử của Hoa Kỳ chưa từng có Thứ nhất là cái số tiền tranh cử lần này nó sẽ đạt kỷ lục trên đất nước Hoa Kỳ chưa bao giờ có. Thứ hai, sẽ có một tổng thống thắng cử từ trong nhà tù lần đầu tiên trong lịch sử của nước Mỹ và cả, kể cả của thế giới. Quý vị nên nhớ Kim Da Chung hay là Nelson Mandela ra tù rồi mới đi tranh cử và thắng cử. Còn chưa bao giờ có một người nào thắng cử trong nhà tù đã. Ông Trump có thể là người này và chuyện gì xảy ra nếu trường hợp ông thắng cử thì quý vị đây sẽ là câu hỏi mà đám dân chủ nhất đầu tìm câu trả lời những gì họ đang làm bây giờ họ nghĩ rằng là sẽ về mặt pháp lý họ sẽ gán vào trong cái lai lịch của ông trump về những cái vụ kiện về những cái rác kịch nhưng mà trên thực tế đối với công chúng thì quý vị họ đang giúp cho donald trump thắng cử những gì họ đang làm bây giờ, từ Alvin Pratt của Manhattan cho tới uh, Jack Smith của Bộ Tư pháp. Những nhân vật này đang dần dần đóng góp cho chiến thắng của Donald Trump. Là chính những cái hành động của họ đã khiến cho người dân Mỹ nổi giận. Và thứ hai là khiến cho người dân Mỹ sợ hãi nền dân chủ sẽ bị vỡ. Tức là cái xã hội quản trị theo cái uh, lối dân chủ sẽ bị đổ vỡ và cái cái gọi là bức hại chính trị đã rơi vào vùng màu xám không còn một cái lằn ranh rõ ràng nữa thì quý vị điều này sẽ kích thích các chế độ độc tài bắt bớ thêm nhiều người với danh nghĩa tội trốn thuế tội gây mất trật tự xã hội đủ kiểu hết tội gián điệp luôn nhiều quốc gia độc tài như là Nga, Trung Quốc sẽ tăng cường đàn áp nhiều hơn. Đó là hậu quả nếu như họ kết án đối với Donald Trump. Và quý vị, câu chuyện bầu cử của Hoa Kỳ nó vẫn còn dài. Nhưng chắc chắn rằng quý vị, nó sẽ là một cái cuộc bầu cử hào hứng nhất chưa từng có trong lịch sử của nước Mỹ. Trong năm 2024. Có thể nói là như vậy. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.